Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Xin. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Xin sẽ lên một vài các sản phẩm quần dài thích hợp cho quý anh chị chúng ta mặc ở nhà, cũng như là lựa chọn các sản phẩm để chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Và quý anh chị chúng ta mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Xin tư vấn và hỗ trợ cho quý anh chị. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Xin là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ đồng giá là 180k trên một sản phẩm và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên là sản phẩm gì giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần dài chất liệu sẽ là nỉ và rất là dày dặn luôn. Thiết kế của mình sẽ là cạp chu này và có thêm cái phần dây rút để quý chị chúng ta có thể là điều chỉnh cái cạp này sao cho nó vừa vặn với cái vòng bụng của mình. Mã sản phẩm là H164, chiều dài là 90, bụng là 80-92, đùi là 30 và ống của mình sẽ là cái ống chu. Cái ống chu này co giãn rất là tốt luôn. Cái ống này sẽ là được bo chu cho nó gọn gàng lại để quý anh chị chúng ta mặc sao cho nó thật là vừa vặn đó. Và chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu nỉ rất là dày dặn. Nhìn chung con này thì sẽ thích hợp cho quý anh chị chúng ta lựa mặc ở nhà cũng như là mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Mã sản phẩm sẽ là H164. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần cũng với cái tông màu đen. Một cái thiết kế nó có vẻ là sẽ năng động hơn một chút. Với cái thiết kế hai bên của mình sẽ là có cái túi hộp này. Và mã sẽ là H165, chiều dài là 92, bụng là 78, đùi là 26 và ống là 18cm, size S. Bác nào mà muốn mặc cái form gọn gàng mà vẫn năng động trẻ trung thì chúng ta có thể là lựa cho em này. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu kiểu vải gió, chắn gió chống bụi rất là tốt, rất là thích hợp để quý chị chúng ta lựa mặc ở nhà cũng như là mình có thể là mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng ok luôn. Và mã của sản phẩm là H165. Sản phẩm này của chúng ta có vẻ là nó sẽ bị hơi lỗi một chút ở phần đầu gối này. Nếu như mà quý chị chúng ta bỏ qua được cái lỗi này thì có thể là liên hệ để đặt hàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một con quần với tông màu đen. Con này sẽ là một sản phẩm quần vải rất là đẹp luôn. Với cái sản phẩm này thì quý chị chúng ta có thể lựa mình mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Form dáng rất là đẹp, là lượt cực kỳ cẩn thận. Với thiết kế khóa cúc đầy đủ này và cũng không thể nào mà thiếu được các cái phần túi chéo trước và túi ở đằng sau để quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Nói chung đây sẽ là một con quần dài, một con quần vải form suông, form tương đối là ôm gọn gàng để quý chị có thể lựa mình mặc đi chơi đi làm phối với cả áo sơ mi, áo polo rất là ok. Mã của sản phẩm sẽ là H166. Đây là một cái sản phẩm rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần với cái tông màu nâu. Bác nào mà muốn mặc cái màu sắc trẻ trung một chút thì chúng ta lựa sang những cái sản phẩm có cái tông màu nâu như thế này. Và đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Fucor với đầy đủ túi này cho quý chị chúng ta sử dụng. Và bên trên ống, phần ống này chúng ta cũng có một cái túi ở ống quần luôn. Nói chung cũng là những cái thiết kế rất là độc đáo. Và con này thì sẽ là một cái form tương đối ôm. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu co giãn rất là tốt, nên là đảm bảo khi mà quý chị chúng ta mặc những cái sản phẩm như này thì sẽ rất là thoải mái, dễ chịu. Và mã của sản phẩm sẽ là H167, chiều dài sẽ là 104, bụng là 74-96, đùi là 22 và ống sẽ là 14cm. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái con quần với cái tông màu ghi. Con này cũng là một con thiết kế có túi hộp ở bên ống quần này. Và mã của sản phẩm sẽ là H168, chiều dài là 103, bụng là 84, đùi là 30 và ống là 19cm, size XL. Bác nào muốn mặc những cái sản phẩm với cái chất liệu mềm mại, mặc thoáng mát thì chúng ta có thể là lựa cho em này. Là một cái sản phẩm quý chị có thể là lựa mình mặc đi chơi cũng được. Và không thì mình mặc ở nhà, mặc đi ngủ sẽ rất là thoải mái, dễ chịu. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu cực kỳ mềm mịn mà không bao giờ lo bị bay bị xù. Bên trên này mình có cái khóa cài rất là thuận tiện để quý chị chúng ta sử dụng. Mã sản phẩm là H168. Cái tông màu này sẽ là cái tông màu lên cực kỳ trẻ trung cho quý chị. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần với cái tông màu ghi. Con này thì sẽ là một cái sản phẩm quần nó sẽ hơi ôm một chút để phù hợp cho quý chị chúng ta lựa mặc ở nhà, mặc đi ngủ sẽ rất là thoải mái, dễ chịu. Hoặc quý chị chúng ta mặc để chạy bộ, tập thể dục buổi sáng cũng rất là ok. Mã của sản phẩm sẽ là H169, chiều dài là 87, bụng là 72-86, đùi là 26 và ống sẽ là khoảng 12-15cm, quý chị có thể mặc vừa. Mà đằng sau nó sẽ là có một cái phần bo chun để khi mà quý chị chúng ta mặc thì nó sẽ rất là thoải mái cái phần ống quần này. Và chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu lót bông ở bên trong, nó sẽ là cái phần lót nỉ ở bên trong, nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa cho em này mặc trong cái mùa đông năm nay thì rất là hợp lý rồi. Và mình có cái phần túi có khóa luôn, mình có thể là đựng đồ, đựng ví tiền điện thoại, không lo bị rơi bị mất. Form của mình sẽ là một cái form tương đối ôm gọn gàng. Mã sản phẩm là H169 và sản phẩm này là một sản phẩm còn rất là mới luôn.
Tiếp theo thì chúng ta có một con quần với tông màu ghi này. Con này mình sẽ thích hợp cho các bác nào mình đang cao to một chút thì chúng ta lựa em này. Có thể là lựa mặc đi chơi đi làm. Mã là H170, chiều dài là 93, bụng là 94, đùi là 33 và ống là 19cm. Ở cái phần bụng của mình rất là rộng rãi luôn, nên là bác nào mà bụng to bụng bự thì rất là nên lựa cho em này. Với thiết kế basic đơn giản, đầy đủ túi trước túi sau cho quý chị chúng ta sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại. Mã là H170, một con quần tương đối là basic đơn giản với tông màu ghi, cực kỳ dễ mặc, dễ dùng và dễ phối đồ. Tiếp theo thì chúng ta đến với một con quần với cái tông màu vàng. Con này sẽ là một cái kiểu tông màu vàng chanh, cũng rất là nổi bật và trẻ trung. Mã sẽ là H171, chiều dài là 112, bụng sẽ là 88, đùi là 35 và ống sẽ là 25cm. Bác nào mà cao to thì chúng ta rất là nên lựa cho em này, với cái thiết kế form dáng rất là rộng rãi, thoải mái. Và đặc biệt là cái phần ống của mình thì sẽ là có một cái ống phụ ở bên trong. Đó, nói chung là một cái ống nhỏ ở bên trong để quý chị chúng ta mặc gọn gàng. Và nó sẽ là chống gió nên là mình mặc không sợ bị gió lùa. Bên ngoài thì vẫn đảm bảo cho mình một cái ống rộng rãi thoải mái để mình có một cái form quần ống rộng. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã H171. Bác nào yêu thích cái form dáng cũng như là cái thiết kế của sản phẩm thì có thể lựa chọn em này. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm là một cái sản phẩm quần chất cực kỳ dày dặn luôn, mặc đứng form, chuẩn form. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần cũng với cái tông màu ghi. Con này sẽ có mã là H172, chiều dài là 105, bụng là 76-82, đùi là 31 và ống là 19cm. Form dáng suông, ống tương đối là rộng rãi thoải mái. Và cái thiết kế của mình cũng rất là nhã nhặn lịch sự để quý chị có thể lựa em này chúng ta mặc đi chơi đi làm. Cúc khóa làm rất là cẩn thận và thiết kế có đầy đủ túi trước túi sau rộng rãi cho quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Và cái tông màu này là một cái tông màu rất dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Mình hoàn toàn có thể lựa em này mặc đi chơi đi làm được luôn. Form dáng lịch sự, màu sắc thì nhã nhặn. Và chất liệu của mình cũng là cái chất liệu vải rất là dày dặn, không lo bay, không lo nhăn, không lo xù. Mã của sản phẩm là H172. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến một con quần với tông màu đen và cũng là một cái thiết kế cực kỳ ok để quý chị chúng ta có thể lựa mặc đi chơi đi làm. Mặt đằng sau của mình cạp sẽ là cạp chun co giãn rất là tốt, đằng trước là thiết kế khóa túi đầy đủ này, đường kim mũi chỉ, nói chung là không biết chỉ thừa luôn. Và mã sẽ là H173, chiều dài là 99, bụng là 82-90, đùi là 30 và ống là 18cm size L. Bác nào mà vừa vặn với cái thông số của sản phẩm này thì rất là nên lựa cho em này, vì đây sẽ là một cái sản phẩm của quý chị chúng ta có thể sử dụng rất là đa năng. Mình có thể là mặc đi chơi đi làm hoặc mình mặc ở nhà cũng vẫn được luôn. Nói chung là một sản phẩm rất là đẹp. Mã là H173 và cái tông màu đen là một cái tông màu của quý chị chúng ta có thể phối đồ rất là đơn giản dễ dàng. Tiếp theo thì chúng ta có một con quần màu đen với cái thiết kế cạp chun này. Cạp của mình sẽ là cạp chun và bên trong có một cái dây để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cái phần cạp này. Mã sản phẩm sẽ là H174, chiều dài là 89, bụng là 80-96, đùi là 30 và ống sẽ là 15cm. Form của em này là một cái form suông, mặc tương đối là gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị là mặc cực kỳ thoải mái luôn. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu co giãn tương đối tốt nên là khi mà mình mặc mình sẽ thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Chất liệu cực kỳ mềm mịn và mã của sản phẩm sẽ là H174. Đối với sản phẩm này thì quý chị chúng ta có thể sử dụng để mình mặc ở nhà, mặc đi ngủ, hoặc không thì mình có thể là lựa chọn để mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao vào buổi sáng cũng rất là hợp lý. Cái tông màu đen này thì quý chị chúng ta yên tâm là phối đồ rất là đơn giản dễ dàng. Mã H174. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con quần mới cũng với cái tông màu nâu này, một cái tông màu nâu nhạt. Mã sẽ là H175, chiều dài sẽ là 86, bụng là 80-100, đùi là 32 đùi là 30 và ống là 22, bụng của mình là 82-100. Quý chị chúng ta để ý ở bên tay trái màn hình sẽ là một cái bảng thông số. Ở bên trên thì nhà sành đồ thị sẽ ghi đầy đủ mã cũng như là các cái số đo của sản phẩm để quý chị chúng ta có thể là dựa vào đó chúng ta lựa chọn cho mình những cái sản phẩm nó vừa vặn nhất với số đo của quý chị. Và con này thì sẽ là một cái thiết kế form suông, ống tương đối là rộng rãi thoải mái, nhưng vẫn đảm bảo là mình mặc cực kỳ gọn gàng luôn. Nên là quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ cho nhà sành đồ thị để đặt hàng. Chất liệu cực kỳ mềm mịn và cái phần cạp của mình là cạp chun này, có thêm cái phần dây cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái cạp. Mã của sản phẩm là H175. Với cái tông màu này mình lên cái sản phẩm rất là trẻ trung luôn, cực kỳ dễ mặc dễ dùng. Tiếp theo mình sẽ đến với một sản phẩm với cái tông màu đen. Con này thì cũng là một cái thiết kế với cái cạp chun co giãn rất là tốt và có dây đai cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp này. Chất liệu mềm mịn, cái chất của mình nó sẽ là kiểu cái chất nỉ rất là dày dặn và mã sẽ là H176, chiều dài sẽ là 86, bụng là 68-98, đùi là 27 và ống sẽ là 12cm. Form của này sẽ là một cái form tương đối ôm dành cho các bác mà chúng ta yêu thích cái sự gọn gàng thì chúng
chúng ta lựa cho em này. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu hàng vải cực kỳ mềm mịn luôn, nên là quý chị chúng ta mặc yên tâm là thoải mái dễ chịu. Mã 2176 thích hợp cho quý chị chúng ta lựa chọn mặc ở nhà, mặc đi ngủ cũng như là mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Tông màu đen rất là dễ dùng. Tiếp theo chúng ta lại còn một con màu đen nữa, và mã sẽ là H177, chiều dài là 93, bụng là 80 đến 112, đùi là 31 và ống sẽ là 18 cm, size S. Cái chất liệu của mình nó sẽ là kiểu cái chất liệu vải gió rất là dày dặn và chắn gió, chống bụi rất là tốt. Form dáng thì là một cái form suông tương đối là gọn gàng. Tuy nhiên thì cái ống nó không phải là một cái ống quá ôm, vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc thoải mái dễ chịu. Và cái thiết kế của mình là một cái thiết kế rất là basic luôn. Bên trên này thì sẽ là cạp chu này, có có thêm đầy đủ túi chéo để quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Mã sản phẩm là H177. Bác nào mà đang tìm kiếm những cái sản phẩm đơn giản, basic, nhẹ nhàng thì chúng ta có thể là lựa chọn em này. Form dáng rất là dễ mặc, dễ dùng. Tiếp theo thì chúng ta có một con quần với cái thiết kế kẻ caro trên cái tông màu nâu. Con này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Edwin, là một thương hiệu của Nhật Bản. Chất liệu cũng rất là dày dặn. Bác nào mà yêu thích cái thiết kế caro thì chúng ta có thể là lựa cho em này. Mã là H178, chiều dài là 107, bụng là 86, đùi là 31 và ống là 22 cm. Và các bác thường mặc quần bằng size 33 thì có thể là yên tâm lựa cho em này, mặc vừa vặn thoải mái luôn. Và cái màu sắc của mình ở bên ngoài nó sẽ đẹp hơn, có vẻ là nó sẽ đẹp hơn ở trên like. Nói chung nó sẽ là một cái tông màu nâu rất là đẹp. Phần cạp của mình thì sẽ là thiết kế có thêm dây đai cho quý chị chúng ta điều chỉnh này. Và bên trên cái phần cúc này sẽ là logo cũng như là cái tên của thương hiệu Edwin. Mã của sản phẩm là H176, thiết kế rất là hay, đằng sau còn có thêm cái dây đai với đầy đủ túi này. Và trên túi của mình cũng là những cái phần cúc rất là xịn sò của nhà Edwin. Form của em này sẽ là một cái form suông, mặc rất là gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị là có cái độ thoải mái dễ chịu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần với cái tông màu xanh trông cũng rất là lạ mắt. Con này sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Under Armour, mà đằng sau mình có cái phần in tên của thương hiệu, nó sẽ là cái kiểu in nổi. Đây là sẽ là cái phần kiểu cao su, nói chung là rất là xịn luôn. Mã sẽ là H179, chiều dài là 102, bụng là 74 đến 88, đùi là 30 và ống là 17 cm, size XL. Dành cho bác nào yêu thích những cái tông màu đặc biệt một chút thì chúng ta có thể là lựa cho em này. Với cái tông màu này thì quý chị chúng ta mặc cực kỳ là trẻ trung luôn, và cũng yên tâm là mặc rất là dễ để phối đồ, vì là cái thiết kế của mình là những cái thiết kế rất là basic đơn giản. Quý chị có thể lựa em này chúng ta mặc ở nhà hoặc là mình mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Mã sản phẩm sẽ là H179, chất liệu thì nhà sản xuất bao chất cho quý chị luôn, chất cực kỳ đẹp, mặc rất là mát và lên form dáng đứng form chuẩn form. Tiếp theo mình có một con quần với tông màu đen. Con này cũng là một con với cái thiết kế vô cùng là basic đơn giản như các sản phẩm khác thôi. Với cái cạp chu này và có thêm dây đai cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp. Mã sản phẩm là H180, chiều dài là 89, bụng là 80 đến 94, đùi là 30 và ống là 15 cm. Bác nào mà muốn mặc kiểu đơn giản gọn gàng, chúng ta lựa những cái sản phẩm để mặc vừa mặc được ở nhà, vừa có thể mặc đi ra ngoài hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao, thì chúng ta có thể lựa cho em này. Form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng. Mã của sản phẩm là H180. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con với cái tông màu ghi. Màu ghi này sẽ là cái tông màu ghi đậm. Cũng là một cái sản phẩm với cái form tương đối là ôm. Và cái phần ấm quần, gấu quần của mình sẽ là có cái phần bo chun để cho cái sản phẩm trông nó sẽ gọn gàng hơn. Mã sẽ là H181, chiều dài là 86, bụng là 72 đến 100, đùi là 28 và ống sẽ là 12 đến 16 cm. Quý chị có thể mặc vừa cũng với cái thiết kế cơ bản cạp chun co giãn tốt này, túi trước để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã là H181 cho một sản phẩm quần dài, form dáng tương đối là ôm gọn gàng với cái tông màu ghi, lên rất là trẻ trung và cũng có thể phối đồ rất là đơn giản dễ dàng. Và sản phẩm cuối cùng sẽ là một con quần với cái tông màu đen. Con này cũng là một cái thiết kế khá là ôm, dành cho bác nào muốn mặc gọn gàng thì chúng ta có thể lựa em này. Tuy nhiên nó sẽ là một cái thiết kế rất là hay, là nó sẽ hơi phồng phồng lên một tí để khi mà quý chị chúng ta mặc lên trong cái form quần nó vẫn rất là trẻ. Mã là H182, chiều dài là 94, bụng là 68 đến 78, đùi là 24 và ống là 13 cm, size M. Có các bác nào của chúng ta đang tìm kiếm những cái sản phẩm quần đơn giản basic thì chúng ta có thể là lựa chọn em này. Tông màu đen rất là dễ mặc, dễ dùng, dễ phối đồ, và thiết kế của mình sẽ là có phần cúc bấm này,
và khóa. Nói chung cái cúc bấm như này thì rất là dễ để quý chị chúng ta sử dụng rất là thuận tiện luôn, cả chun co giãn cũng rất là tốt. Và đặc biệt cái chất liệu của em này là cái chất liệu cực kỳ dày dặn luôn, bên trong sẽ là một cái phần lót nỉ, nên là quý chị có thể lựa em này chúng ta mặc ở nhà trong cái thời tiết mùa đông hôm nay cũng rất là hợp lý. Mã của sản phẩm sẽ là H182, con này có thể mặc ở nhà hoặc bằng đi chơi đi làm cũng được luôn. Và đây cũng là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Hy vọng là quý chị có thể là lựa cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Và xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ Nhà Sành Đồ Xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Sành Đồ Xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.